Phụ nữ muốn trẻ lâu nhớ ăn ba món này. Estrogen là nội tiết tố cần thiết để duy trì sự đẹp lẫn sức khỏe thanh xuân của phụ nữ. Khi chị em bước sang tuổi 30, nồng độ estrogen bắt đầu suy giảm. Làn da của chúng ta xấu đi và quá trình lão hóa theo đó cũng có xu hướng diễn ra nhanh hơn. Bởi vậy, không chỉ trông chờ vào các biện pháp làm đẹp và các sản phẩm chăm sóc da mà còn cần bổ sung estrogen tự nhiên đúng cách thông qua chế độ ăn uống hàng ngày. Dù nhiều tiền hay ít tiền, chị em hãy ăn nhiều hơn 3 loại thực phẩm được mệnh danh là nguồn estrogen tự nhiên sau đây để có làn da tươi trẻ hồng hào hơn nhé. Một là các sản phẩm từ đậu nành. Từ trước đến nay, các sản phẩm từ đậu nành luôn được coi trọng trong danh sách làm đẹp và duy trì nhan sắc của chị em phụ nữ. Theo Healthline, đậu nành là một trong những nguồn đạm thực vật tốt nhất. Trong đậu nành có chứa nhiều hợp chất thực vật như là isoflavone, polyphenol chống oxy hóa. Đây cũng được coi là chất dinh dưỡng thực vật độc đáo giống như là hormone nội tiết tố estrogen được gọi là phytoestrogen. Các chế phẩm từ đậu nành có chứa nhiều phytoestrogen như là đậu phụ, sữa đậu phụ khô, váng đậu đều có nguồn gốc cung cấp estrogen tự nhiên tốt nhất. Những thực phẩm này cũng không còn xa lạ trong bữa ăn hàng ngày của mỗi nhà. Cho nên chị em có thể ăn các món từ đậu nành để tăng cường nội tiết tố trong cơ thể. Thứ hai, quả bí ngô. Bí ngô là một trong những loại thực phẩm thân thiện với vẻ đẹp của chị em phụ nữ. Chúng đặc biệt giàu vitamin E, có thể giúp da của chúng ta căng hơn, đàn hồi tốt hơn. Hơn nữa, bí đỏ có quanh năm và rất là dễ kiếm tìm và chế biến các món ăn. Thứ ba là đu đủ. Đu đủ vừa có thể ăn trực tiếp và lại linh hoạt để chế biến được nhiều món ăn ngon khác. Thịt quả mềm, vị ngọt, dịu, nguồn gốc dinh dưỡng, phong phú. Phụ nữ ăn nhiều đu đủ có thể là tăng cường bài tiết nội tiết tố và tránh tình trạng mất cân bằng. Nếu bạn không có thời gian bổ sung những thực phẩm như trên, như bác sĩ Trang cũng khá là bận rộn công việc, thức khuya dậy sớm, nên giải pháp nhanh gọn nhẹ là bổ sung thực phẩm chức năng có chứa là estrogen thực vật lành tính và an toàn. Nếu thấy video này hay, hữu ích, mọi người hãy chia sẻ và lan tỏa tới nhiều người hơn để họ biết được những kiến thức này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau.